Tiếp theo đến mẫu chuyện 37, muốn diệt mê si. Diệt mê si phải nương thuyền giang, muốn diệt làm chánh trực khôn ngoan. Lời của Đức Thầy. Càng về đông, tiết trời càng thêm lạnh, những lòng người mộ đạo dường như chẳng thấy lạnh. Phải chăng gì nóng việc đạo đức? Bởi Phật pháp rộng sâu như rừng như bể, mà người mới bước vào ngưỡng cửa hẳn nhiên còn biết bao cái chưa hiểu, bao điều nghi ngờ thắc mắc, cần phải tìm tòi nghe học. Do đó lúc Đức Thầy mới khai đạo tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, hằng ngày người ta thường tới lui tấp nập, hoặc nhờ trị bệnh xin thuốc thỉnh giấy vàng, hoặc để nghe ngài thuyết giảng đạo lý hay chép kinh giảng về nhà tu học. Cũng đồng tâm trạng nói trên, ông đã thành tựu người ở xã Kiến An. Khi được quy y với Đức Thầy, ông để tâm suy tầm giáo lý, thấy có nhiều điều tự mình không thể quyết nghi. Nên hôm nọ vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, ông tự có đến tổ đình. Đợi lúc vắng khách, ông mới bước lại gần Đức Thầy thưa hỏi: Bạch Đức Thầy, trong kinh Phật có giải tam độc là tham sân si. Theo trí càng hẹp của tôi hiểu là muốn trừ tánh tham thì tôi đừng ham muốn vật nào hết là được, cũng như muốn trừ sân thì tôi đừng nóng giận chút nào nữa, dầu việc nghịch ý lớn hay nhỏ. Còn cái si mê này tôi không biết phải làm sao mà diệt nó, nhờ Đức Thầy từ bi chỉ dạy. Đức Thầy tươi cười bảo: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Nghe vậy, ông tự muốn hỏi thêm, nhưng lúc ấy có các bệnh nhân đau nặng, người nhà vừa chở đến, Đức Thầy liền sang qua chữa trị cho họ, nên ông không hỏi được. Thực theo lời ông đã thành tựu. Phụ bà, muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu Đức Thầy giải đáp cho ông đã thành tựu, xét ra nó bao hàm một ý nghĩa vừa sâu vừa rộng. Bởi mê si là chúng sanh, là nguồn gốc sanh tử, còn giác là Phật quả, là mục đích giải thoát. Song con đường từ chúng sanh đi đến quả Phật chẳng phải dễ dàng, vì cái tâm mê mờ không nhận rõ chân lý sẵn có từ hồi vô thủy. Từ đó chúng sanh cứ dệt thêm nhiều lớp mê, tạo thêm nhiều nghiệp tội, rồi sanh tử, tử sanh mãi mãi trong sáu cõi phàm, chưa bao giờ dừng lại. Giờ đây muốn chặn đứt sự luân hồi thống khổ ấy, nhà tu cần diệt ngay cái gốc mê si. Mà muốn diệt trừ nó, hãy bỏ mê về giác, tức là phải có lòng tự giác. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông tự: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Vậy làm sao cho ta có lòng tự giác? Y cứ vào kinh giảng của Phật của Thầy, có thể phân ra là hai phương cách để thay đổi mê si trở thành tâm giác ngộ. Cách thứ nhất, với bậc hạ căn hạ trí, trước nhất hành giả phải quy thuận theo tinh thần đạo đức, và phải nương thuyền giác, tức là phải nương về giáo lý kể kinh sấm giảng. Bởi giáo lý là ánh sáng của ngọn đèn chân lý, ví như ngón tay để chỉ mặt trăng, như chiếc thuyền để đưa người đến bờ bên kia giải thoát. Nhờ có tu học giáo lý và kiên trì giới luật, thân tâm hành giả lần thanh tịnh, huệ nhược hiện bày, thấy biết mọi việc mọi cảnh một cách sáng tỏ đúng theo chân lý ấy là tự giác. Từ đó sẽ tiến lần đến chỗ giác ngộ Phật quả. Cách thứ hai, với bậc thượng căn thượng trí, tức là đã tiến hóa, đã tu học giáo lý từ nhiều kiếp trước, hành giả tự mình tỉnh ngộ, xét biết những hành động ngôn ngữ và tư tưởng tà quấy sai lầm, mê mờ ô nhiễm mà diệt trừ tức khắc, gọi là giác sát. Và khi trừ sạch các điều ấy, gọi là giác hiểu. Được trọn vẹn hai phần đó, gọi là tự giác. Song có tự giác không chưa đủ, vì đây mới vào hàng thinh văn mà thôi, nên cần tiến đến giác tha, nghĩa là phải làm cho nhiều người khác tỉnh ngộ, thấy biết không làm như mình, để bước lên hàng duyên giác và Bồ Tát, rồi cứ thế mà thi hành mãi,
cho đến khi giác hạnh viên mãn, hạnh nguyện tròn đầy. Tới đây hành giả đạt được mục đích tối thượng nhất thừa, gọi là Phật quả hay Như Lai. Đại khái chỉ có 8 chữ: muốn diệt mê thi, tâm mình phải giác. Thật nói diệu màu vô hạn, dầu có bao nhiêu văn từ lý lẽ cũng không làm sao luận bàn hết cho được. Nam mô A Di Đà Phật.